Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin từ Nga cho biết là quốc gia này thiết quân luật 4 tỉnh của Ukraine mới sát nhập vào Nga. Thông tấn xã TASS của Nga đưa tin cho biết là Tổng thống Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 tỉnh sát nhập từ Ukraine, trong đó có Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Điện Cẩm Linh sau đó đã công bố sắc lệnh cho biết là thiết quân luật sẽ được áp đặt tại Donetsk, Lugansk và kể từ ngày 20 tây tháng 10. Theo luật pháp của Nga thì thiết quân luật cho phép tăng cường quân đội, áp lệnh giới nghiêm, hạn chế việc di chuyển, kiểm duyệt và giám sát công dân nước ngoài. Ông Putin cho biết là 4 tỉnh của Ukraine đã áp đặt thiết quân luật từ trước khi sát nhập vào Nga. Nhưng ông yêu cầu chính phủ thành lập một hội đồng điều phối đặc biệt sẽ do Thủ tướng Mikhail Mishustin phụ trách để làm việc với các vùng của Nga nhằm thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sắc lệnh mới yêu cầu huy động kinh tế tại 8 khu vực tiếp giáp với Ukraine, trong đó có Cộng hòa Crimea, thành phố Sevastopol cùng với lại Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov. Giới chức sẽ có thêm quyền hạn để bảo đảm an ninh và phản ứng nhanh với bất kỳ một trường hợp khẩn cấp nào. Việc ra vào các khu vực này cũng sẽ bị hạn chế. Nga đã sát nhập Crimea từ Ukraine sau cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2014. Ukraine đã phản đối điều này và cho biết là bán đảo này đã bị chiếm đóng tạm thời và khẳng định sẽ giành lại lãnh thổ của mình. Tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đưa ra ngay sau khi các lực lượng của Ukraine đang tiến sâu vào các khu vực vốn do quân đội Nga kiểm soát trong nhiều tháng. Tổng thống Nga cho biết là Kiev đã gửi các nhóm phá hoại vào lãnh thổ của Nga và tuyên bố Nga đã kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công khác được lên kế hoạch sau vụ nổ cầu Crimea. Ukraine đã chỉ trích việc Nga thiết quân luật tại 4 tỉnh này là một hành vi bất hợp pháp nhằm cướp tài sản của người Ukraine và điều này không gây ra bất kỳ một thay đổi nào cho quốc gia Ukraine. Bản tin tiếp nối cho biết là Liên Âu chuẩn bị trừng phạt Iran. Liên Âu đã cảnh báo là đang chuẩn bị biện pháp trừng phạt Iran ngay sau khi đã thu thập đầy đủ các bằng chứng cho thấy là Iran đã cung cấp những chiếc máy bay không người lái cho Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine. Phát ngôn viên của viên chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Âu, ông Joseph Borrell, thông báo trong ngày 19 tây tháng 10, ông nói, chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng. Hội đồng châu Âu đang làm việc để đưa ra những phản ứng rõ ràng, nhanh chóng và mạnh mẽ. Các nhà ngoại giao của Liên Âu cho biết là họ đang tiến hành lập danh sách trừng phạt các cá nhân và thực thể của Iran liên quan tới việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga sử dụng tại Ukraine. Một người cho biết thêm là danh sách này dự kiến sẽ hoàn thiện kịp thời cho cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu diễn ra vào ngày 20 tây tháng 10. Viên chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Âu là ông Joseph Borrell cho biết rằng nếu như Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga thì Iran đã vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cấm Iran xuất cảng một số loại vũ khí nhất định. Các lãnh đạo ở châu Âu tuyên bố việc sử dụng máy bay không người lái của Iran đã đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và sẽ dẫn đến một loạt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Iran. Iran cũng đã nhiều lần khẳng định không cung cấp vũ khí cho bất kỳ một bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh lập trường của họ là phản đối vũ trang cho cả hai bên, hướng tới một mục tiêu ngăn cản sự xung đột. Bộ Ngoại giao của Iran cáo buộc là truyền thông phương Tây đã tung tin vì mục đích chính trị. Tin từ London cho biết là Thủ tướng Liz Truss đã xin lỗi Hạ viện. Thông tấn xã BBC đưa tin cho ngày 19 tháng 10, Thủ tướng của nước Anh bà Liz Truss đã xin lỗi Hạ viện vì buộc đã phải đảo ngược phần lớn những biện pháp cắt giảm thuế mà trước đó chính phủ của bà đã đề xuất, đồng thời khẳng định tiếp tục vai trò của mình. Phát biểu tại phiên chất vấn trước Hạ viện, bà Truss đã đưa ra lời xin lỗi vì đã mắc một số sai lầm, nhưng bà khẳng định điều đúng đắn cần làm trong những hoàn cảnh như lúc này là thay đổi nhằm bảo vệ cho quyết định đảo ngược những chính sách mới đề xuất. Trước những câu hỏi từ các nghị sĩ
của công đảng đối lập về việc bà có nên tại nhiệm hay không, Thủ tướng Liz Truss đã khẳng định là bà sẽ tiếp tục công việc và không bỏ cuộc, nhấn mạnh là bà hành động vì lợi ích quốc gia để bảo đảm ổn định kinh tế. Vị trí thủ tướng của bà Liz Truss đang bị lung lay sau khi sa thải Bộ trưởng Tài chính là Kwasi Kwarteng chỉ 38 ngày sau khi ông đảm nhiệm vai trò này, giữa lúc thị trường phản ứng dữ dội sau thông báo về chương trình cắt giảm thuế. Sau đó thì Bộ trưởng Tài chính mới là ông Jeremy Hunt trong ngày 17 tháng 10, ông này đã tuyên bố đảo ngược gần như là toàn bộ kế hoạch giảm thuế của người tiền nhiệm, đồng thời xem xét lại chính sách giá nhiên liệu. Trong một phát biểu mới thì bà Truss cũng duy trì cam kết tăng quỹ lương hưu quốc gia để thích ứng với tình hình lạm phát và khẳng định Bộ trưởng Hunt cũng sẽ cùng chung quan điểm. Tuy nhiên, bà không bảo đảm làm điều tương tự với các khoản phúc lợi xã hội và trợ cấp nước ngoài. Ngoài ra thì nữ thủ tướng cũng cam kết là sẽ tiến hành dự luật liên quan đến nghị định thư Bắc Ireland. Một phần trong cuộc thảo luận của Brexit, nếu các cuộc đàm phán với Liên Âu không đạt được kết quả, dự luật nói trên sẽ cho phép nước Anh xóa bỏ một phần trong thỏa thuận với Liên Âu về thương mại tại vùng lãnh thổ Bắc Ái Nhĩ Lan. Tiếp nối là một bản tin liên quan đến một quốc gia Á Châu, đó là Miến Điện. Một vụ nổ bom bên ngoài nhà tù khiến cho ít nhất là 8 người bị thiệt mạng. Thông tấn xã AFP đưa tin trong ngày 19 tháng 10 có ít nhất là 2 quả bom đã phát nổ bên ngoài một nhà tù ở Yangon, trung tâm thương mại của Miến Điện trong ngày 19 tháng 10, khiến cho 8 người bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Người dân địa phương cho hay 2 quả bom thư là bom được gói thành một bưu kiện bình thường gửi qua bưu điện đã nổ ở lối vào cổng chính của nhà tù Insane ở thành phố Yangon vào sáng ngày hôm nay, khiến cho 3 nhân viên nhà tù và 5 người dân thường bị thiệt mạng. Trong đó có một quả bom nổ tại tòa nhà, nơi mà nhân viên đang nhận các gói đồ gửi cho tù nhân, và một quả bom khác nổ ở bên ngoài. Thông tấn xã AFP cũng dẫn lại tuyên bố từ phía quân đội của Miến Điện cho biết là các vụ nổ đã xảy ra khi một đám đông đang xếp hàng để chuyển bưu kiện cho các tù nhân tại nhà tù này. Một nhân chứng khác cho biết là một số nhân thường đã có mặt khi vụ nổ xảy ra. Họ có mặt tại nhà tù lúc đó để đưa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho những người thân bị giam giữ. Sau vụ nổ thì có tiếng súng phát ra từ một tháp canh của nhà tù, khiến cho người dân có mặt tại đó chạy toán loạn. Chính quyền của Myanmar cho biết là những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm cho việc này. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông của địa phương sau đó cho thấy những vết máu trên sàn nhà xung quanh, quầy và cửa sổ bị vỡ sau vụ nổ. Một nhân chứng cho biết là lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực xung quanh nhà tù ngay sau đó. Nhà tù Insane là một nhà tù lớn nhất ở Myanmar với gần 10.000 tù nhân đang bị giam giữ. Bản tin tiếp nối cho biết là Bắc Hàn bắn đạn pháo để cảnh báo Nam Hàn. Thông tấn xã Trung ương của Bắc Hàn KCNA đưa tin cho hay là Bắc Hàn cho biết việc bắn đạn pháo vào tối ngày hôm qua 18 tháng 10 và sáng ngày hôm nay 19 tháng 10 là một động thái cảnh báo cho Nam Hàn sau khi Hán Thành đã bắt đầu tập trận thường niên với Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Tối ngày 18 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo về vùng biển phía tây của Nam Hàn lúc khoảng chừng 10 giờ tối. Một giờ sau đó thì Bắc Hàn bắn thêm 150 quả đạn pháo về vùng biển phía đông. Thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn cho hay đạn pháo rơi xuống vùng đệm ở phía đông và phía tây của giới tuyến với Bắc Hàn vốn được thiết lập theo một thỏa thuận liên Hàn năm 2018 nhằm giảm căng thẳng quân sự. Trong ngày 19 tháng 10 thì hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn cho biết động thái bắn đạn pháo nói trên là để gửi tới một cảnh báo nghiêm túc đến Nam Hàn. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân của Bắc Hàn cho biết rằng cuộc tổng diễn tập chiến tranh chống lại miền Bắc đang diễn ra rầm rộ. Phía Bắc Hàn cũng kêu gọi Nam Hàn ngay lập tức phải ngừng các hành động liều lĩnh và kích động, làm leo thang căng thẳng quân sự. Ngược lại thì Nam Hàn cũng đã lên án các vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn và áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đầu tiên sau gần 5 năm. Cáo buộc các động thái này là vi phạm hiệp ước quân sự song phương trong năm 2018.
Trước đó, thì quân đội của Nam Hàn thông báo bắt đầu một cuộc tập trận phòng thủ mang tên Hoguk thường niên nhằm mục đích tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 10. Liên quân của Nam Hàn cho biết với sự tham gia của một số lực lượng Hoa Kỳ, thì quân đội của Nam Hàn sẽ tập trung duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao khả năng của binh sĩ thực hiện các chiến dịch chung trong cuộc tập trận Hoguk này.